Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Siết chặt quy định cách ly với hãng bay nước ngoài. Đức lần đầu tiên phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống hôm nay trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo đại hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh cho biết, đại hội sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẽ bầu các chức danh lãnh đạo của Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Dự và chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong cơn đại dịch COVID-19, năng lực nghiên cứu phát triển vaccine của ngành y tế Việt Nam đã cho thấy khả năng không thua kém nhiều nước có tiềm lực kinh tế lớn hơn Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vào con đường đi lên của Việt Nam, con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo đổi mới phát triển, Đại hội lần thứ 8 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã truyền đi một tinh thần mới, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cho mỗi hội viên, trí thức cả nước, tương xứng với truyền thống vẻ vang gần 40 năm xây dựng và phát triển. Sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Báo cáo tại hội nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới nhiều mặt hoạt động, nhưng Viện Hàn Lâm vẫn đạt được những thành tích tốt trong hoạt động khoa học và công nghệ, với tổng số 2.544 công trình khoa học. Trong đó có 1.613 công trình được đăng trên tạp chí quốc tế, tăng 36,9% so với năm 2019. Năm 2020, Viện Hàn Lâm đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ và đã được cấp 41 bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Năm 2021, Viện Hàn Lâm tiếp tục xây dựng một số dự án lớn trình chính phủ như dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, chương trình phát triển vật lý và 4 chương trình khoa học cơ bản về khoa học sự sống, khoa học trái đất, khoa học công nghệ biển, hóa học quốc gia đến năm 2025. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, thông tin là vô cùng cần thiết với người dân. Nếu như ở trên đất liền có nhiều cách để tiếp cận thông tin, thì ở khu vực biển đảo, một phương thức thường xuyên và đôi khi là duy nhất chính là làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính vì vậy, Đài Tiếng Nói Việt Nam không ngừng nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây. Gia đình chị Nguyễn Thị Son ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thường xuyên nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những khi có nhiều thời gian hơn thì lựa chọn kênh truyền hình VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam để xem thông tin và giải trí. Chị Son cho biết, Đài Tiếng Nói Việt Nam tin tức đa dạng, thông tin hữu ích và kênh truyền hình VOV cũng có nhiều chương trình giải trí hấp dẫn. Tôi coi kênh Đài Tiếng Nói Việt Nam thì coi cái này hình ảnh rất là tốt. Còn coi truyền hình cáp thì phải tốn tiền hàng tháng ở đây thu là một tháng 55.000 một tháng. Còn coi truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam thì không có mất tiền mà lại coi hình ảnh đẹp tốt. Cũng như gia đình chị Son, người dân ở Phú Quốc, nhất là những người đi biển, đều coi Đài Tiếng Nói Việt Nam là món ăn tinh thần không thể thiếu. Để phục vụ làn sóng phát thanh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam ổn định, chất lượng nơi biển đảo, phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời phục vụ nhu cầu về văn hóa, thông tin của nhân dân. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có trạm phát sóng Phú Quốc thuộc đài phát sóng khu vực Nam Bộ. Được giao là quản lý toàn bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị của đài phát sóng khu vực Nam Bộ đóng tại biển đảo Phú Quốc. Nhiệm vụ khai thác vận hành tất cả các thiết bị máy phát FM gồm các hệ VV1, VV2 và kênh tiếng Anh 24/7.
còn quản lý vận hành khai thác kênh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam và 16 kênh của VTC. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn luôn đảm bảo làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam an toàn. Cán bộ kỹ thuật trực ở ngoài đó thì cũng phải có cái sự chọn lọc. Đầu tiên là anh phải có cái sức khỏe tốt, anh mới chịu được với cái bão gió ngoài biển. Thứ hai nữa là cũng phải là một cái cán bộ cũng tương đối đa năng một chút, kể cả về cái công việc kỹ thuật cũng như các cái công việc khác có liên quan, chẳng hạn như các cái vấn đề bảo vệ rồi thì xử lý các cái tình huống rồi các cái sự cố và cũng như là cái quan hệ với cái bà con ở địa phương ở đó. Bởi vì là cứ mỗi một lần mà trong đất liền ra đến nơi là đều gặp rất nhiều khó khăn và nó cũng rất là tốn kém. Thế còn về cái chính sách thì hiện nay thực ra thì cũng theo cái quy định của nhà nước thì cái chính sách cho những cái người mà trực máy cũng như là làm việc ở các khu vực biển đảo thì cũng không được đáng là bao nhiêu cả, cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam, trạm phát sóng phát thanh trên đảo Phú Quốc bên cạnh phục vụ sóng FM để ngư dân yên tâm vươn khơi thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã lắp đặt thêm máy phát sóng truyền hình kỹ thuật số theo tiêu chuẩn DVB-T2. Chuẩn phát sóng số truyền hình mặt đất thế hệ 2 theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông được xây dựng theo chủ trương số hóa truyền hình của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Ngân hàng Nhà nước cho biết Tết Tân Sửu năm nay sẽ tiếp tục siết chặt chuyển đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ như những năm trước. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về vai trò của tiền mệnh giá nhỏ. Tuy nhiên, tiền lẻ đã qua lưu thông vẫn sẽ được cung ứng để phục vụ nền kinh tế. Nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên đán, các năm qua, ngân sách đã tiết kiệm được hơn 3.500 tỷ đồng. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 của cả nước tăng 6,22% với sự tăng trưởng của nhóm hàng hóa thiết yếu. Việc bán lẻ phục hồi được thể hiện rõ nét trong các tháng cuối năm nhờ vào chính sách hỗ trợ của các gói kích cầu kinh tế từ chính phủ cũng như các chương trình hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa của ngành công thương cả nước. Trong năm tới, mảng bán lẻ của Việt Nam được dự báo có thể sớm phục hồi trở lại mức trước đại dịch nhờ loạt chính sách hỗ trợ kích cầu từ trung ương đến địa phương, cùng sự thay đổi, thích ứng nhanh chóng của các doanh nghiệp với các xu hướng tiêu dùng mới. Thưa quý vị, trước tình trạng có rất nhiều ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng chỉ đặt chỗ bán vé cho khách cung cấp đủ thông tin cá nhân, phương án vận chuyển khách bay từ nước thứ ba tới Việt Nam nhằm ngăn chặn COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết đối với các hãng hàng không trong nước, việc vận chuyển các thành viên tổ bay từ sân bay về khu cách ly đã đảm bảo quy định, nhưng với một số hãng nước ngoài vẫn còn lỏng lẻo. Vừa qua, một hãng bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Việt Nam không có xe chở các thành viên tổ bay chuyên dụng đến khu cách ly mà thuê xe riêng. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nếu không may có thành viên nhiễm COVID-19. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Cục Hàng không chỉ đạo các hãng bay phải đảm bảo quy định cách ly, dùng xe chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe ô tô được sản xuất trong thời gian từ năm 1999 đến hết năm 2008. Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm có nhiệm vụ phổ biến tới đăng kiểm viên và kiểm tra chuẩn bị thiết bị để áp dụng kiểm định theo tiêu chuẩn khí phát mức 2 kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đối với xe ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ do cháy nén được sản xuất trong giai đoạn 1999 đến năm 2008. Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm thông báo tới chủ phương tiện, lái xe biết và thực hiện. Quy định này nhằm yêu cầu chủ phương tiện của nhóm xe trên cần chú trọng hơn trong việc bảo dưỡng, sửa chữa động cơ định kỳ để duy trì chất lượng khí thải theo tiêu chuẩn mức 2, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long đang trong giai đoạn thi công cuối cùng để đưa vào khai thác ngày 8 tháng 1 năm 2021. So với kế hoạch đề ra, thì việc sửa cầu Thăng Long đã về đích sớm hơn nửa tháng nhằm phục vụ người dân đi lại trước Tết Nguyên đán. Sau khi hoàn thành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý khai thác và bảo trì. Thảm bê tông nhựa polymer trên bề mặt cầu Thăng Long sau lớp bê tông siêu tính năng
UHPC là công đoạn cuối cùng để tiến hành sơn kẻ vạch đường. Để bảo đảm việc thông xe vào đầu tháng 1 năm 2021, đến 31 tháng 12, dự án sửa mặt cầu Thăng Long sẽ được hoàn tất. Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành tổ chức giao thông, hướng dẫn phân luồng ở hai đầu cầu để tiến hành thông xe vào ngày 8 tháng 1 năm 2021. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ chuyển giao dự án cho Hà Nội quản lý khai thác và yêu cầu kiểm soát tải trọng và quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt, xử lý nghiêm và kiên quyết từ chối phục vụ xe quá tải. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một phường mới được thành lập và mang tên của nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên cơ sở sáp nhập 3 phường hiện tại của quận 3. Việc thành lập phường Võ Thị Sáu thuộc quận 3 được thực hiện theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Phường Võ Thị Sáu được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 phường 6, 7, 8 của quận 3. Sau khi thành lập, phường Võ Thị Sáu có diện tích 2,2 km² và dân số hơn 36.700 người. Đây cũng sẽ là phường duy nhất của quận 3 không mang số thứ tự. Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có trường học và đường phố mang tên nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12, người phát ngôn cơ quan y tế bang Baden-Württemberg của Đức xác nhận một phụ nữ ở bang này đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện gần đây ở Anh. Theo thông báo, nữ bệnh nhân đã bay từ Anh về sân bay Frankfurt hôm 20 tháng 12 và sau đó tiếp tục trở về bang Baden-Württemberg. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Đức. Trước đó, các nhà khoa học Đức nhận định nhiều khả năng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nước này. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Đức Klaus Reinhardt đã kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc ở mức tối đa trong dịp Giáng sinh và năm mới nhằm kiềm chế tình trạng lây lan của dịch bệnh. Theo ông, mỗi người đều có thể góp phần ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời cảnh báo hệ thống y tế của Đức sẽ bị quá tải khi Đức phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba nghiêm trọng hơn. Còn Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Tích cực, ông Uwe Janssen cũng cảnh báo nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ ba xảy ra ở Đức vào tháng 1 năm 2021 nếu người dân không giảm mạnh hoạt động tiếp xúc trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Ngày 24 tháng 12, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 dường như đã xuất hiện ở Nigeria. Thông tin được đưa ra sau khi Anh và Nam Phi đều thông báo về các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, khiến nhiều nước ban hành các biện pháp hạn chế đi lại mới. Ông John Kengason, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi nêu rõ, đó là một biến thể khác biệt với các biến thể ở Anh và Nam Phi. Virus SARS-CoV-2 mà chúng tôi đang nghiên cứu ở Nigeria vốn dựa trên lượng dữ liệu rất hạn chế, có biến thể 501. Ông ngụ ý biến thể có tên gọi 501V2 vừa phát hiện ở Nam Phi và được giới chức y tế công cộng ở quốc gia châu Phi này công bố hôm 18 tháng 12. Brazil thông báo sẽ cấm các chuyến bay từ Anh bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở nước này. Theo sắc lệnh công bố ngày 24 tháng 12, các chuyến bay quốc tế tới Brazil có khởi hành hoặc quá cảnh ở Vương quốc Anh và vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh tạm thời bị cấm tới Brazil. Người nước ngoài ở Anh trong 14 ngày qua cũng bị cấm nhập cảnh vào Brazil. Sắc lệnh cũng quy định người nước ngoài bị cấm nhập cảnh bằng đường bộ và đường sông vào Brazil từ ngày 24 tháng 12, ngoại trừ khách du lịch từ Paraguay và hoạt động vận chuyển hàng hóa. Từ ngày 30 tháng 12, người nước ngoài nhập cảnh vào Brazil bằng đường hàng không phải trình giấy xét nghiệm PCR, thực hiện trong vòng chưa đầy 72 giờ trước khi lên máy bay. Brazil hiện là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Dự báo thời tiết chiều và đêm 25 tháng 12, phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,
nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ.